tập và tình thương. Đấy là tổng kết của Tổng Bí thư Lê Duẩn đấy các đồng chí nhé. Nói về toàn bộ sự nghiệp của bác đấy là lao động, tranh đấu, học tập và tình thương để dẫn đến cái sự nghiệp vĩ đại mà chúng ta đang theo đuổi hiện nay. Cho nên lần này Bộ Chính trị đặc biệt nhấn mạnh vấn đề tư tưởng, mà nói tư tưởng tức là nói lý luận. Và đặc biệt nữa, ở Bác Hồ tư tưởng gắn liền với đạo đức, và ngay cả đạo đức của bác đấy cũng là kết hợp cả lý luận đạo đức với thực tiễn đạo đức. Chứ không chỉ có tấm gương đạo đức không đâu. Tấm gương đạo đức là những biểu hiện trong lối sống, trong hoạt động, trong hành vi của bác mà ta cảm nhận trực tiếp. Nhưng mà trước hết bác có cả lý luận về đạo đức nữa, ta gọi là đạo đức học Marxist, mà bác là người thể hiện. Mà bác có một khả năng thể hiện rất là độc đáo. Nhiều khi những vấn đề lý luận phức tạp, bác nói một điều giản dị nhất và cô đọng nhất. Ta có ngờ đâu là toàn bộ lý luận đạo đức của bác chỉ gói gọn trong có một câu thôi: cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Cần kiệm liêm chính là bốn chuẩn mực đạo đức, bốn đức tính để làm người, bốn giá trị của nhân cách. Còn chí công tức là toàn tâm toàn ý vì việc công. Vô tư tức là khách quan, công bằng, tôn trọng sự thật. Vô tư còn với nghĩa là quên cái riêng tư đi, quên cái cá nhân đi, để tất cả vì dân vì nước. Bác dặn Đại tướng Võ Nguyên Giáp là muốn làm cách mệnh là cách mạng, muốn làm nên sự nghiệp thì suốt đời phải dĩ công vi thượng. Dĩ công vi thượng là đặt việc công, việc dân, việc nước, việc đảng lên cao nhất. Cao nhất, dĩ công vi thượng. Câu này có một xuất xứ rất cảm động. Các đồng chí nhớ lại những năm tháng tiền khởi nghĩa nhé. Ở núi rừng Việt Bắc, ở Bắc Bó Cao Bằng, rồi sau đó ở Tuyên Quang, ở cái hang đá gọi là Nà Lừa, bây giờ gọi đúng tiếng Tây là Nà Lừa đấy. Bác bị một cơn sốt rét rất là nặng, coi như nguy kịch, tưởng chừng như không sống nổi. Đồng bào người Tây lúc bây giờ xót thương bác, tưởng chừng như bác không qua được. Thế mà lúc tỉnh lúc mê, khi tỉnh dậy, bác cầm tay Võ Nguyên Giáp. Lúc bây giờ chưa phải đại tướng đâu, mới chỉ là chỉ huy du kích thôi. Bác dặn một câu là làm cách mạng, người cách mạng phải dĩ công vi thượng. Vì câu đó mà suốt cả cuộc đời, đại tướng của chúng ta đã thực hành theo tấm gương của bác, để cuối cùng thành học trò kiệt xuất của bác và đại tướng huyền thoại của lịch sử, cũng như là người để lại trong tâm trí của dân tộc chúng ta những cái kỷ niệm không thể nào quên. Đấy, chỉ một điều ấy thôi để nói về lý luận đạo đức, thực tiễn đạo đức của Hồ Chí Minh là một, các đồng chí nhé, là một. Cho nên ngay cả khi học tập nghiên cứu về bác, về phong cách đấy, chúng ta lưu ý là một trong những đặc điểm của bác là từ thực tiễn lại trở về thực tiễn. Lý luận gắn liền với thực tiễn là một. Từ thực tiễn mà tìm ra lý luận, và từ lý luận lại soi sáng vào thực tiễn. Ba cái mệnh đề quen thuộc của bác mà chúng ta nghiên cứu đấy, ta đều biết. Bác nói là thực hành sinh ra hiểu biết, hiểu biết tiến lên lý luận, lý luận lãnh đạo thực hành, không thừa không thiếu một chữ nào. Đấy là đặc sắc của Hồ Chí Minh, mà đây là chỗ chúng ta phải học bác suốt đời để đạt đến cái trình độ nhuần nhuyễn như thế. Cái khả năng kết hợp sinh động giữa tri thức lý luận với cuộc sống để mới tìm đúng cái lời giải đáp. Tôi rất là xúc động khi đọc các cái mệnh đề như thế này các đồng chí này. Tôi có hỏi các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, đây là trích từ nghị quyết đại hội đảng của tỉnh chúng ta đấy các đồng chí nhé. Các đồng chí chọn được những điểm vô cùng đúng đắn và vô cùng sâu sắc. Đấy. Phải kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lại thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất để xây dựng
Đắk Lắk của chúng ta là một đảng bộ điển hình trong sạch vững mạnh. Và đối diện đó chính là quyết tâm xây dựng tỉnh nhà giàu mạnh về kinh tế, đúng không? Giữ vững về an ninh quốc phòng, rồi phát triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Cái đích là đến với cuộc sống của dân. Và cái trọng trách lịch sử là đảng phải trong sạch vững mạnh. Chọn được những điểm huyết mạch như vậy, có thể nói là chúng ta đã tìm đúng được câu trả lời. Và đấy cũng chính là thấu hiểu điều Bác dặn đấy các đồng chí. Bác cũng chỉ dặn có điều đó thôi. Đảng phải trong sạch vững mạnh. Đảng phải là đạo đức, là văn minh. Cả cuộc đời Bác chỉ vì dân, vì nước thôi. Bác sống 79 tuổi mà Thủ tướng Phạm Văn Đồng gọi là 79 mùa xuân của Bác. Mà Bác mang trong mình 175 cái tên. Mỗi chúng ta chỉ có một cái tên thôi. Các đồng chí lão thành cách mạng trước đây đi hoạt động có thể có thêm bút danh, bí danh, nhưng không nhiều được. Riêng Bác đấy, sống 79 tuổi mà mang 175 cái tên. Riêng điều này đã là huyền thoại. Đã là huyền thoại. Nhưng trong số 175 cái tên ấy, ấn tượng không bao giờ quên của lịch sử là Bác đã dùng là Nguyễn Ái Quốc. Bác lại dùng lấy là Nguyễn Ái Dân. Ái quốc là yêu nước, ái dân là yêu dân. Đời Bác chỉ xoay quanh chữ dân, chữ nước mà thôi. Và đến khi thành lập đảng, rồi dày công rèn luyện giáo dục đảng ta, thì đảng cũng tồn tại chỉ vì dân, vì nước mà thôi. Cho nên với Bác Hồ đấy, quan hệ giữa đảng với dân, nước với dân đấy, là một quan hệ máu thịt thiêng liêng. Mà có được sức mạnh đó đấy, thì cách mạng sẽ trường tồn, chế độ sẽ bền vững, đảng sống mãi trong lòng dân. Còn nếu điều đó mà không có được hoặc suy yếu đấy, thì sự nghiệp cơ đồ của chúng ta sẽ bị thách thức. Như đảng ta đang rất lo lắng cho tình hình hiện nay, cho mới quyết tâm, kiên trì và kiên quyết xây dựng đảng trong sạch vững mạnh theo đúng tư tưởng Hồ Chí Minh là như vậy. Xin các đồng chí cũng đừng quên một cái luận điểm điển hình nữa của Bác về đạo đức mà tất cả chúng ta đều đã từng thuộc lòng rồi, ta đều đã học tư tưởng Hồ Chí Minh cả. Trong các cái chương trình lý luận cao cấp của Đảng, Bác ví đạo đức con người như thế gian, như vũ trụ vậy. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, mà nhân hòa là gốc, là quan trọng nhất. Bác ví đạo đức như trời, như đất vậy. Trời có bốn mùa xuân hạ thu đông, đất có bốn phương đông tây nam bắc, người có bốn đức cần kiệm liêm chính. Thiếu một mùa không thành trời, thiếu một phương không thành đất, thiếu một đức không thành người. Bác yêu cầu cao đến như vậy, phải đủ cả bốn đức mới là người hoàn toàn, mà thiếu một đức thì không thành người. Những cái căn dặn như vậy của Bác bây giờ có thể coi là những thông điệp thiêng liêng, rèn luyện đạo đức để chấn hưng đạo đức của dân tộc, mà trước hết là đạo đức trong đảng của chúng ta. Thì đấy cũng là ý nghĩa sống động của cái chỉ thị này khi nhấn mạnh cả tư tưởng và đạo đức. Bác còn nói thế này các đồng chí này, phải đủ cả bốn đức mới là người hoàn toàn. Nhưng mà ở đời thì nhân vô thập toàn, không có ai là hoàn toàn cả. Ai cũng có cái hay, cái dở, cái tốt, cái xấu, chứ không ai là hoàn toàn. Con người là con người bằng xương, bằng thịt, chứ không phải thánh thần. Vĩ đại như Bác, mà Bác cũng thừa nhận mình có khuyết điểm cơ mà các đồng chí. Không có ai là hoàn toàn cả. Cho nên muốn đạt được bốn đức để làm người thì con người ta phải suốt đời rèn luyện đạo đức, chống chủ nghĩa cá nhân mà Bác gọi là giặc nội xâm. Bác còn hình dung là cuộc chiến đấu chống chủ nghĩa cá nhân, tức là chống giặc nội xâm, cái kẻ giặc nguy hiểm nhất ẩn nấp trong lòng mỗi người, là một cuộc chiến đấu trường kỳ và sẽ có không ít sự đau đớn ở trong lòng. Chống chính mình mà các đồng chí, chống cái thói hư tật xấu, lỗi thời hư hỏng
trong mỗi người thì đấy là cuộc chiến đấu thầm lặng, can đảm mà đau đớn nhất. Bác thấu hiểu điều đó lắm. Cho nên tại sao trong nhà tù của Tường Giới Thạch, bác viết 135 bài thơ, bác lại có một cái bài nhà nghe tiếng giã gạo. Các đồng chí đọc lại bài này có 4 câu thôi, nhưng mà chính là một lời nhắn nhủ về rèn đạo đức, tổng kết nhân sinh về đạo đức. Gạo đem vào giã bao đau đớn, gạo giã xong rồi trắng tựa bông. Sống ở trên đời người cũng vậy, gian nan rèn luyện ắt thành công. Rèn đạo đức để hoàn thiện mình đấy, phải đau đớn như kiểu giã gạo vậy. Đấy là lời của bác. Nhưng chúng ta cũng không quên một điều nữa. Bác 24 năm liền là nguyên thủ quốc gia, tức là chủ tịch nước. Chưa kể bác còn là chủ tịch đảng nữa. Bác kiêm cả chủ tịch đảng lẫn chủ tịch nước trong nhiều chục năm. Mà suốt đời bác đấy, nói như Phạm Văn Đồng là không một vết gợn, không một tì vết. Đời Hồ Chí Minh trong như ánh sáng, trong suốt như pha lê. Trước hết vì bác nêu cao tấm gương rèn luyện đạo đức, chống chủ nghĩa cá nhân, bác gọi là giặc nội xâm. Bác coi là kẻ thù nguy hiểm nhất, bệnh mẹ đẻ ra muôn vàn bệnh tật con xấu xa hư hỏng trong lòng. Đấy là vấn đề rèn đạo đức. Nhưng mà đã là người lãnh đạo, người quản lý thì bác lại đặc biệt quan tâm đến vấn đề cán bộ, đến vấn đề dùng người, chính sách với cán bộ. Mà bác có cả một phép dùng người rất là độc đáo. Chọn đúng người, giao đúng việc, kiểm tra thường xuyên như Lenin dặn. Cho nên những ai mà lọt vào mắt xanh của bác, các cái thế hệ lãnh đạo tiền bối của chúng ta đấy, đều là những trí tuệ lớn và nhân cách lớn cả. Và điều này bây giờ trở thành một bài học rất thời sự cho chúng ta, từ các đồng chí lãnh đạo trung ương đến các đồng chí ở cơ sở. Phải như vậy. Bác lại dặn thế này các đồng chí này. Bác dặn là rèn đạo đức thì phải như giã gạo. Nhưng mà dùng người đấy, dùng người, chính sách cán bộ đấy, đồng chí nào làm công tác nhân sự, công tác tổ chức thì đây là một cái điều rất quý đấy các đồng chí này. Bác dặn là dùng người, dùng cán bộ tuyệt đối không được dùng theo lối giã gạo. Bác lại nói như vậy. Thế là vừa nghiêm mà vừa bao dung. Với tự mình phải nghiêm khắc, với người khác phải rộng lòng bao dung nhân ái. Bao dung tức là tình thương và vị tha, chứ bao dung không được hiểu theo nghĩa tức là rồi là xuê xoa cho nhau, rồi là che giấu cho nhau đâu các đồng chí. Ta hay mắc một cái bệnh tức là cứ bị cái bệnh suy diễn rồi hiểu lầm đi. Bao dung tức là vị tha nhân ái, chứ không phải là rồi là che lấp khuyết điểm cho nhau. Bây giờ nó gọi là cái gì? Cấu kết những cái lợi ích nhóm này, bất minh, bất chính này, thế rồi che đậy khuyết điểm này. Bác coi là không có dũng khí đấu tranh thì đảng sẽ là một đảng hỏng cơ mà. Đấy. Cho nên riêng vấn đề dùng người đấy là nghiêm mà bao dung, chứ không được dùng theo lối giã gạo. Đây chỉ là một cách nói cụ thể của bác thôi. Ý bác là bác phê bình chúng ta là không có kế hoạch, không chăm sóc giáo dục đào tạo đầy đủ, cứ để cán bộ tự phát trôi nổi trong phong trào, thấy tốt thì nhấc lên, ta gọi là đề bạt bổ nhiệm đấy, rồi để đấy, không kiểm tra giám sát, lại không có chính sách hợp lý để động viên họ, đến khi họ mắc lỗi lầm khuyết điểm thì lại vùi dập người ta xuống. Bác bảo nhấc lên mà, nhấc lên là đề bạt cái gì nữa, đập xuống tức là kỷ luật. Bác ví là cứ nhấc lên đập xuống như vậy 3 lần thì hỏng cả một đời cán bộ. Mà cán bộ là tiền vốn của đoàn thể, tài sản của quốc gia, vốn người là quý nhất. Cho nên nâng niu giá trị con người thì phải vừa nghiêm mà vừa bao dung. Mất mát người là mất mát lớn nhất. Mất tài sản có thể bền bù được, chứ mất cán bộ là mất lớn nhất. Để các đồng chí hiểu vì sao mà mỗi lần phải ký án tử hình này, bác đau đớn dằn vặt suốt đêm.
Bác thức trắng đêm không ngủ. Vì mất người là lớn nhất, nhưng mà phải chấp nhận để giữ cho cả cái chế độ này trong sạch. Đấy. Học bác lần này ta phải thấm thía cả hai cái điều đó, tức là lý và tình kết hợp hài hòa với nhau. Đấy. Cho nên đạo đức Hồ Chí Minh trước hết là tư tưởng lý luận đạo đức, rồi thực hành đạo đức để trở thành tấm gương đạo đức. Thế còn phong cách đấy, phong cách lần này nói rõ trong chỉ thị là cả một hệ thống lớn các giá trị. Từ phong cách tư duy là sự suy nghĩ, đến phong cách trình bày, tức là diễn đạt, nói và viết, đến phong cách làm việc, ngăn nắp đúng giờ, kỷ luật, nề nếp, mà rất khoa học. Rồi phong cách kiểm tra giám sát. Bác dặn chúng ta là không kiểm tra giám sát thì coi như không có lãnh đạo. Lãnh đạo phải gắn liền với kiểm tra giám sát, mà bây giờ phải dùng cả sức mạnh của dân để kiểm tra giám sát quyền lực của đảng và nhà nước để không tha hóa. Bác lại còn dặn là đường lối chính sách của đảng và nhà nước có đúng đến bao nhiêu đi nữa, nhưng mà nếu cán bộ không hiểu thấu, làm sai, làm hỏng thì mất tín nhiệm của chính bản thân đảng. Cho nên đảng phải kiểm tra giám sát giáo dục cán bộ. Bác còn nói là đường lối chính sách hay mà lại không đi vào cuộc sống, do chúng ta quan liêu mệnh lệnh hành chính đấy, thì cuối cùng cũng lại biến đường lối chính sách thành một mớ giấy lộn mà thôi. Bác dùng cả đến từ như thế đấy các đồng chí. Bác nói là không được để đường lối chính sách của đảng trở thành lá bùa của thầy cúng cơ mà. Tức là tự nó làm mất tín nhiệm đi. Chứ đấy là cái điều mà hết sức lưu ý trong cái phong cách Hồ Chí Minh. Cho nên đảng ta những năm vừa qua đã từng chọn cái chủ đề rất đúng là phong cách quần chúng, tức là gần dân, phong cách dân chủ, phong cách nêu gương, học bác đức tính trung thực và trách nhiệm. Tất cả những điều đó bây giờ đang cần trở lại một cách sống động trong cái sự nghiệp xây dựng chỉnh đốn đảng của chúng ta. Nói phong cách Hồ Chí Minh còn là phong cách ứng xử. Ứng xử với chính mình, tức là bác với bác. Ứng xử với người, tức là với đồng sự, với học trò, với nhân viên, với cán bộ. Mà bác có một phong cách tôn trọng người đối thoại, tôn trọng mọi nhân cách con người. Bác có một năng lực kiềm chế rất giỏi các đồng chí. Các đồng chí nghiên cứu về bác, có bao giờ thấy bác nặng lời với ai đâu. Cả đời không bao giờ nặng lời với ai cả. Giận lắm bác cũng chỉ im lặng mà thôi. Đấy. Im lặng để kiềm chế, để không nói nặng lời. Bác nói là đau đớn trái tim nhau, cho nên là lời nói phải biết lựa. Lựa đây tức là trấn tĩnh mình, kiềm chế mình để đừng xúc phạm người khác. Bác để lại 100.000 câu nói vàng ngọc, trong đó có một câu ngắn gọn mà quý giá vô cùng như thế này. Nhất là đồng chí nào có trọng trách ở từng công việc thì cái câu này như cẩm nang vậy. Bác bảo là phê bình công việc chứ không xúc phạm con người. Làm sai, làm hỏng thì phê bình cái việc ấy thôi, không xúc phạm con người, vì mỗi người là một nhân cách, từ em nhỏ đến người lớn, từ người lãnh đạo đến người dân thường. Còn có ai mà bác thương yêu như Thủ tướng Phạm Văn Đồng đâu? Một nhà văn hóa lỗi lạc, một vị thủ tướng mấy chục năm liền bên cạnh bác, người bác rất tin và rất thương. Bác thương vì đời tư của Thủ tướng cũng rất khổ. Bác càng thương. Mà Thủ tướng kể lại cho chúng ta nghe một cái kỷ niệm như thế này này. Thủ tướng nói là suốt đời tôi không bao giờ quên được một lần bị bác phê bình. Nhưng bác chỉ nói một câu thôi. Bác chỉ nói một câu ngắn gọn là chú làm hỏng việc mất rồi. Thế thôi mà dằn vặt suốt cả cuộc đời. Thủ tướng của chúng ta thời trẻ cũng là người nóng tính, cương trực mà, bao giờ cũng thế. Thế mà trong cái đàm phán mà kẻ thù nó khiêu khích ấy, mà nếu không chấn tĩnh được ấy, thì nóng nảy lên thì có khi hỏng việc. Đấy, cái sự việc bác nói là thế đấy. Bác nói mà chú làm hỏng việc mất rồi. Chỉ một câu thôi mà thủ tướng dằn vặt suốt cả cuộc đời.
Cho nên khi mà giận mấy bác cũng chỉ im lặng. Bác dạy chúng ta năng lực kiềm chế, vì công việc nó rất nhiều áp lực, nhất là các đồng chí nam giới này học bác nhiều điều lắm, trong đó có vấn đề sửa cả cá tính, tính nết của mình sao cho nó ôn hòa, nghiêm khắc, sâu sắc nhưng mà bao dung. Bác nói là có lý, có tình, lý tình trọn vẹn là thế, ăn ở với nhau như bát nước đầy, tình nghĩa vẹn tròn. Thì đấy cũng chính là phong cách của bác, gọi là phong cách ứng xử. Mà ứng xử của Hồ Chí Minh ấy đạt đến mức độ tinh tế. Tinh tế đến mức mà kẻ thù cũng phải ngưỡng mộ, kẻ thù cũng phải khâm phục, không dám xúc phạm. Hình ảnh Hồ Chí Minh ở trong lòng thế giới nhân loại đến mức này các đồng chí. Họ bình luận là Hồ Chí Minh có thể có rất nhiều đối thủ. Đối thủ tức là đối lập nhau về quan điểm thì là đối thủ. Nhưng Hồ Chí Minh tuyệt nhiên không có một kẻ thù nào. Câu rất hay này dễ bị hiểu lầm lắm. Câu này chỉ nên hiểu là Hồ Chí Minh có rất nhiều kẻ thù chứ. Nhưng đến mức kẻ thù cũng phải khuất phục, cũng phải ngưỡng mộ, không dám xúc phạm. Do nhân cách lớn, trí tuệ lớn và sự tinh tế văn hóa của bác. Và xung quanh câu chuyện này, bao nhiêu điều có thể kể với nhau cảm động về cuộc đời của Hồ Chí Minh. Bác để lại ấn tượng sâu sắc chính vì ứng xử của bác. Tôi chỉ kể một chi tiết nhỏ thế này thôi này các đồng chí. Cái đồng chí lái xe cho bác từ ngày đáp bác đọc tuyên ngôn độc lập ấy, sống thọ lắm mà rất là minh mẫn. Thế có lần chúng ta mới hỏi đồng chí đó để tìm thêm tư liệu về bác mà. Hỏi những chuyện rất là đời thường. Hỏi là các bác phục vụ bác Hồ lâu như vậy, có bao giờ các bác giục bác Hồ lập gia đình không? Tức là lấy vợ không? Cái đồng chí lái xe này kể rất là cảm động và hồn nhiên bảo giục nhiều lắm nhưng bác có lấy đâu. Bác chỉ cười thôi. Bác bảo các chú cứ làm việc tốt là an ủi bác rồi. Các chú thương bác thì hãy làm việc cho tốt để phục vụ tốt nhân dân. Còn bác hy sinh vì dân vì nước thì bác hy sinh, bác chịu đựng. Bác đúng là một con người không phải thánh thần. Bác nói những điều rất là gan ruột của bác ra đấy. Đồng chí đó còn kể là đấy là những lúc bác vui. Còn con người cũng có lúc buồn, lúc ưu tư. Thì có lần bác nói một câu chuyện rất thương như thế này, này. Bác bảo chú ạ, cả nước gọi bác là bác thì bác biết lấy ai bây giờ? Ta xem, đúng là một con người nhé. Chứ đừng nghĩ bác là ông thánh. Ta có một cái lỗi là ta cứ hay thần thánh hóa bác là không đúng đâu. Đừng phủ lên bác một cái ánh hào quang tôn giáo nào cả. Bác vĩ đại như chính con người bác, như sự giản dị của bác. Và càng như vậy bác càng vĩ đại và cao thượng. Bác nói như vậy là rất đúng. Thế thì ở nước ta các đồng chí có biết là ai là người gọi bác Hồ là bác đầu tiên không? Thế rồi dần dần nó trở thành thói quen, toàn đảng gọi như vậy, toàn dân gọi như vậy, đến mức là bác Hồ cũng xưng là bác với chúng ta là các chú cơ mà. Nó thành một cái ngôn ngữ chung. Đấy. Cả nước gọi bác là bác thì bác biết lấy ai bây giờ? Bác rất con người chứ các đồng chí. Đồng chí Trường Chinh đấy các đồng chí, con người học trò kiệt xuất của bác đấy. Đồng chí Trường Chinh trong cuộc đời mình 3 lần làm tổng bí thư nhé. Mà toàn làm tổng bí thư ở thời kỳ gian nan vất vả sóng gió nhất của cách mạng. Con người ấy đã gọi bác Hồ là bác đấy. Bác như là người anh cả mà. Thế rồi dần dần nó quen đi, cả nước gọi, cả đảng gọi và bác cũng gọi như vậy. Thì bây giờ bác bảo là tất cả đều gọi là bác thì bác biết lấy ai được. Thế đấy là một câu chuyện rất là thân tình của bác nhé. Cái câu thứ hai này. Hồi cách mạng tháng 8 thành công, bác đọc tuyên ngôn độc lập vĩ đại như vậy, khai sinh dân nước Việt Nam mới. Thế là báo chí cách mạng hồi đó, trong cái bầu không khí dồn dập thắng lợi như vậy, đồng loạt đăng tin là Hồ Chủ tịch, vị cha già của dân tộc. Mà bác có 55 tuổi các đồng chí. Năm 45 là bác có 55 tuổi thôi. Bác phê bình đấy. Bác bảo các chú viết như thế này là các chú làm khổ bác mất rồi. Ta có hiểu đâu. Ta chỉ hiểu thoáng qua một điều là chắc bác phê bình là không nghiêm túc. Cha già dân tộc phải là hùng vương chứ.
Các vua hùng có công dựng nước cơ mà. Bác cháu ta cùng nhau giữ nước cơ mà. Bác là con đẻ của dân tộc, người con ưu tú của dân tộc thì đúng, chứ gọi bác là cha già dân tộc là không được. Đấy là ta ngưỡng mộ mà ta gọi thôi, chứ nó không đúng về mặt lịch sử. Bác phê bình là đúng. Ta chỉ hiểu đến thế thôi. Nhưng mà có ở gần bác, có tiếp xúc với những người phục vụ bác đấy, ta mới hiểu được cái câu nói của bác thâm thúy lắm. Ý bác là thế này này. Các chú gọi bác là cha già dân tộc thì có khác gì các chú cấm bác lấy vợ. Đúng không? Cha già dân tộc thì không thể lấy ai được các đồng chí. Đấy. Phụ nữ dù có yêu bác đến mấy đi nữa cũng không dám lấy đâu. Ai lại dám lấy cha già dân tộc được các đồng chí. Đấy. Ta hồn nhiên quá mà bác thì sâu sắc và tinh tế quá. Đấy. Những chỗ đó là một khoảng cách giữa chúng ta với bác, và ta phải cả đời hiểu bác thì mới gần đến bác được. Đấy là một ví dụ như vậy. Các đồng chí ở trong này đều biết là cái thời kỳ kháng chiến chống Mỹ gian nan ấy. Nhưng mà đảng ta rất chú trọng về đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. Nhất là vấn đề dạy lý luận cho đội ngũ cao cấp. Thì bác là chủ tịch đảng. Có lần bác ngồi dự giờ giảng lý luận của Tổng Bí thư Lê Duẩn. Đồng chí Lê Duẩn lúc bây giờ gọi là bí thư thứ nhất của Trung ương, là một nhà lý luận nổi tiếng lắm đấy các đồng chí nhé. Người rất có công với cách mạng miền Nam của chúng ta đấy. Về mặt lý luận là một con người rất nổi tiếng. Đấy. Thế mà đồng chí Lê Duẩn lại giảng bài lý luận cho cán bộ cao cấp về cái chủ đề máu thịt của bác chứ. Đại đoàn kết dân tộc. Đoàn kết trong dân, trong đảng, đoàn kết quốc tế. Thế trong bài giảng, Tổng Bí thư có dẫn ra một câu là thuận vợ, thuận chồng, bể đông tát cạn. Thuận bè, thuận bạn, tát cạn bể đông. Đúng quá rồi. Đấy là một tổng kết của nhân gian rồi. Nhưng bác đứng lên ngay. Bác nói thế này này. Bác chỉ có mỗi một mình bác thôi. Bác biết thuận với ai ở đây bây giờ. Thì ta thương bác vô cùng các đồng chí. Thương bác ở phương diện con người đấy. Bác cũng cô đơn lắm chứ. Bác có phải ông Thánh đâu. Bác những chi chúng ta thôi. Có niềm vui và nỗi đau như chúng ta. Bác nói như vậy là từ trong trái tim bác đấy. Và bác tự giải thích thế này này, bác sẽ làm việc bằng hai người các chú ạ. À. Các đồng chí có nhớ cái khẩu hiệu mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt không? Một thời đấy, bắt đầu từ đây này các đồng chí. Bác sẽ làm việc bằng hai người các chú ạ, à. Chứ một nó lẻ loi đơn chiếc lắm. Các cháu học bác điều gì thì tùy các cháu. Bác nói với thanh niên đấy. Nhưng theo bác, đừng học bác hai điều. Một là bác hút thuốc lá. Đấy là một thói quen ai cũng thông cảm với bác, nhưng bác cũng coi là một khuyết điểm. Và xin các đồng chí nhớ này, bắt đầu viết di chúc là bắt đầu bỏ thuốc lá. Và bác không hút nữa. Có một nghị quyết riêng của Trung ương về thuốc lá Hồ Chí Minh đấy. Cái nghị quyết này không thành văn nhưng mà rất cảm động. Bởi vì các thầy thuốc cho chúng ta biết là bác ho nhiều lắm, nhất là đêm khuya. Cho nên làm sao Trung ương tìm cách khuyên bác để bác bỏ thuốc. Mà thương bác không ai dám nói đâu. Đồng chí Lê Duẩn phải gặp bác, đề nghị với bác bỏ thuốc. Bác bảo thế nào? Các chú cho bác bỏ dần có được không? Rất con người nhé. Chứ nếu bảo bác bỏ ngay thì lại là điều không thực tế. Và bác cứ hút ít đi, cuối cùng không hút nữa. Mà Trung ương thương bác quá mới dặn nhau là cấm tuyệt đối không ai được hút thuốc lá trước mặt bác. Để bác bỏ cho nó dễ mà các đồng chí. Sợ bác, sợ chúng ta hút thì bác lại thèm mà. Cho nên là đấy rất con người ở chỗ đó đấy. Thương bác quá mà ai cũng đồng ý ngay. Không có ai là chần chừ cả. Thương bác bỏ thuốc lá ngay. Đấy là lúc thông qua cái ý kiến này ta gọi như nghị quyết ấy, gọi là nghị quyết không thành văn. Đến khi thực hiện mới khó các đồng chí. Vì làm việc với bác cả ngày lẫn đêm chứ. Bây giờ lại không được hút một điếu nào. Đồng chí nào nghiện thuốc lá thì biết ngay khó chịu lắm. Mà dặn nhau là tuyệt đối bí mật, không được để bác biết bác buồn. Đấy. Mà ai cũng thương bác, chứ không ai hút nữa. Và cũng không ai nói ra để bác biết đâu. Chỉ nhờ quan sát mà bác biết hết. Bác có một biệt tài về quan sát. Các đồng chí nào làm công an ấy,
thì nhớ là bác nhấn mạnh đặc biệt cái năng lực quan sát với công an. Đúng. Phải quan sát mới tìm được tình huống, mới tìm được những cái mâu thuẫn để giải quyết. Cho nên bác có một lời dặn công an rất là sâu sắc là thấy địch cũng phải coi như không có địch, mà không có địch cũng phải coi như có địch. Tức là sáng suốt, bình tĩnh, can đảm, mưu lược, chỉ trong một câu giản dị đó thôi. Thế thì ta trở lại cái câu chuyện quan sát của bác. Không ai nói ra cả mà bác biết hết. Bác biết là nhờ bác quan sát. Tại sao ngày thường các vị hút nhiều thế? Trong phòng cứ mù mịt khói thuốc cả. Mà mấy tuần nay không có một làn khói nào. Mà nhìn mặt vị nào cứ buồn buồn cả. Thèm thuốc mà các đồng chí. Bác biết ngay chứ. Đấy, bác của chúng ta là con người như thế đấy. Thế là bác mới gọi ông Vũ Kỳ ra. Ông Vũ Kỳ là thư ký riêng của bác. Một thư ký đặc biệt ở với bác suốt từ Bắc Bó Tân Trào đến tận khi bác mất. Bác mất rồi, tang lễ xong, Trung ương mới cử sang làm giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh. Mà bây giờ cũng về với bác lâu rồi. Người được bác tin cậy giao cho giữ di chúc đấy. Bác bảo ông Vũ Kỳ thế này này. Chú Kỳ ạ, bác có việc riêng muốn nhờ chú. Chẳng hay chú có giúp bác được không? Bác dân chủ như thế đấy. Đứng đỉnh cao quyền lực mà muốn xin một bao thuốc bác cũng hỏi. Chứ nếu ở cương vị bác bảo đi lấy cho bác bao thuốc thì có khi ta đi lấy ngay chứ. Không, bác chỉ xin thôi. Ông Vũ Kỳ thì tính rất là hồn nhiên, chưa hiểu đầu đuôi ra làm sao cả. Mới bác nói thì đã hứa là bác cứ nói đi, cháu làm ngay. Bác bảo bác xin chú bao thuốc. Thế bây giờ mới khó đấy các đồng chí này. Đúng không? Trung ương đã chỉ thị là cấm không được đưa thuốc cho bác hút. Sợ bác họ ốm mà. Bác bị bệnh phổi lại khi bắt đầu cuối đời đấy các đồng chí nhé. Thế bây giờ lại nghĩ rằng bác thèm thuốc, bác lại xin cả một bao. Không đưa cho bác thì thương bác. Đưa bác hút thì có lỗi với Trung ương. Chứ không biết làm thế nào cả mà đã chót hứa mất rồi. Thế là cứ đánh trống lảng vòng vo để bác quên đi thôi. Bác có quên đâu. Bác nhắc lại là bác muốn xin chú bao thuốc. Chú nghe có rõ không? Thế mà làm gì? Bác giải thích ngay để chúng ta yên tâm này. Bác không hút đâu. Bác đã hứa với Trung ương bỏ thuốc. Chú có thấy bác hút đâu. Bác hứa với chú là không hút nữa. Chú có thấy bác hút bao giờ đâu. Nhưng bác có việc. Có giúp bác được không? Thế là yên tâm lắm. Chạy đi lấy ngay bao thuốc cho bác. Vì hôm sau bác chủ trì họp Bộ Chính trị, họp Ban Bí thư. Các đồng chí ra Hà Nội thăm bác thì nhìn cái tầng trệt của cái nhà sàn ấy. Cái bàn mộc dài, mười mấy cái ghế đó. Ngày xưa họp Bộ Chính trị hàng tuần chỉ có thế thôi đấy các đồng chí. Bác chủ trì. Bác đến sớm, bác bóc sẵn bao thuốc lá. Bác mời từng người một, bác không hút. Mà bác có một thói quen ân cần là cứ rút từng điếu một đưa cho từng người thế này. Ai cũng thương bác, cầm điếu thuốc bác cho mà chỉ muốn khóc thôi chứ. Bác bảo thế này, bác biết cái nghị quyết của các chú rồi. Bây giờ bác mời các chú hút thuốc và bác mong các chú cứ thoải mái tự nhiên như trước đi. Đừng vì bác mà khổ thế. Đấy, con người bác là thế đấy. Cái chất nhân văn của Hồ Chí Minh từ cái việc nhỏ hàng ngày đến việc lớn như thế đấy các đồng chí. Chỉ vì cái tác động tâm lý đó mà sau này các đồng chí lãnh đạo của chúng ta hầu hết bỏ được thuốc lá. Trong chiến tranh căng thẳng như vậy thì hút thuốc cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà vì cái tấm lòng của bác như thế, thương bác mà bỏ hết đấy các đồng chí. Thế ta trở lại cái chuyện đồng chí lái xe cho bác. Đồng chí kể là bác ân cần lắm. Cứ mở cửa xe cho bác vào thì bác lại quàng tay qua vai tôi. Bác đưa cho hai điếu thuốc lá thơm. Bác bảo bác tặng chú. Bác vừa lấy trong bàn tiệc ra để phần cho chú đấy. Tấm lòng của bác như thế đấy các đồng chí nhé. Thế mà bác nói xong thì bác chợt nhìn xuống túi quần của cái đồng chí lái xe này. Cái khẩu súng ngắn nó lòi ra các đồng chí. Thế bác bảo chú lái xe cho bác mà cũng có súng à. Thế được bác hỏi thế là mừng lắm, để có dịp khoe với bác mà. Bảo là thưa bác, chúng cháu được lệnh của Trung ương, ai cũng phải có súng để bảo vệ bác. Tưởng bác sẽ khen lắm, ai ngờ bác bảo chứ, chú bắn được một phát thì địch nó bắn trăm phát rồi. Cho nên bác phải dựa vào dân là chính chú ạ. Dựa vào dân là chính chú ạ. Các đồng chí mở văn kiện Đại hội 12 nhé,
Cái tư tưởng này nhấn đi nhấn lại trong vấn đề xây dựng đảng, chỉnh đốn đảng đấy, dựa vào sức mạnh của dân mà xây dựng chỉnh đốn đảng. Câu nói ấy giản dị hàng ngày của Bác mà thấm thía đến như vậy. Thì những chuyện như thế thuộc về phong cách của Bác. Phong cách chính là con người, nó sống động cùng với thời gian. Phong cách là cái gì rất tự nhiên, rất văn hóa, không một chút nào khiên cưỡng câu nệ cả. Đấy, giản dị hồn nhiên của Bác, vì Bác đích thực là vĩ đại. Cho nên trong cái chỉ thị này này, xin các đồng chí nhớ là tư tưởng gắn liền với đạo đức và trở thành phong cách. Nó là một chỉnh thể. Một chỉnh thể mà nó hội tụ ở phong cách ấy. Phong cách là giá trị độc đáo, đặc sắc để làm người. Nó trở thành giá trị văn hóa. Và với Hồ Chí Minh đấy, con người Bác như thế nào thì phong cách Bác như thế. Xin các đồng chí nhớ lại hồi chúng ta còn nhỏ lắm, cái bài thơ của Minh Huệ đấy, đêm nay Bác không ngủ. Có một cái câu cuối cùng đấy, nói về phong cách. Vì một lẽ thường tình, Bác là Hồ Chí Minh. Thì Hồ Chí Minh chính là nơi hội tụ cả tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Đấy là cái nét đặc sắc, phong cách chính là con người. Ai cũng có thể trở thành một phong cách, nhưng mà phải rèn luyện, chứ có khi cả đời cũng không có phong cách. Còn đã có phong cách đấy thì nó định hình từ rất sớm, nhất là ở các bậc thiên tài và vĩ nhân, thì nét đặc sắc là phong cách. Phong cách đó là nói đi đôi với làm này, nói ít làm nhiều này, chủ yếu là hành động này, đã hứa thì phải làm này, nhất là hứa với dân. Bác dặn đi dặn lại là dân chủ chứ không được là quan chủ. Làm đầy tớ cho nhân dân, không được lên mặt quan cách mạng. Bác dạy chúng ta là đã nói thì phải làm, nói ít làm nhiều. Có khi không cần nói, chỉ cần làm thôi. Tự việc làm nó toát lên tư tưởng. Người ta gọi Bác là nhà triết học vô ngôn. Vô ngôn tức là không cần lời. Đấy. Đồng chí nào dạy về Bác Hồ đấy, tư tưởng Hồ Chí Minh đấy, nhất là về triết học, triết lý, thì hãy nhớ cái đặc điểm đó. Bác thấy chúng ta nói nhiều quá mà lại làm không được mấy, Bác cũng rất lo. Và Bác càng dằn vặt hơn khi thấy nói một đằng làm một nẻo. Cho nên có một lần Bác phê bình chúng ta như thế này, rất nhẹ nhàng mà thấm thía nhé. Bác bảo các chú, tạo hóa cho mỗi người hai con mắt để nhìn, hai cái tai để nghe, hai lỗ mũi để ngửi, nhưng chỉ cho mỗi người một cái miệng để nói thôi. Nên các chú nói ít thôi. Không cần một lời giải thích các đồng chí. Nó đúng như lẽ phải thông thường vậy. Bác là của chúng ta là như thế đấy nhé. Hay là bây giờ đảng ta đang đặc biệt nhấn mạnh là chống quan liêu tham nhũng, đẩy lùi cho được cái quốc nạn này. Mà nếu không đẩy lùi được đấy thì sự nghiệp sẽ bị thách thức. Thì hãy học Bác cái cách chữa quan liêu tham nhũng. Bác chữa rất thành công. Một mặt là vì bản thân Bác rất gương mẫu, đứng ngoài vòng danh lợi, toàn tâm toàn ý vì dân vì nước, không có một chút riêng tư nào, cho nên mới kiên quyết chữa được. Hai nữa là Bác có một phương pháp rất là tinh tế, chủ yếu thức tỉnh lương tâm con người để con người tự sửa chữa lấy mình. Bác rất chú trọng vào vấn đề liêm sỉ, vào vấn đề danh dự, vào vấn đề lương tâm. Nhất là người lãnh đạo. Ta xem Bác chữa thế nào. Có một lần mà Bác chủ trương mở rộng, mở hội nghị mở rộng cán bộ nhà nước, toàn cán bộ chủ chốt cao cấp cả. Mời không chỉ bộ trưởng cả thứ trưởng, Bác cho mời thêm các chủ tịch các tỉnh. Dĩ nhiên là lúc bây giờ là phía Bắc thôi, vì đất nước còn chia cắt. Để Bác bàn về một câu chuyện rất quan trọng là cải cách thể chế để chống quan liêu tham nhũng, nhất là trong bộ máy nhà nước. Thế là Bác gọi ông Vũ Kỳ ra. Ông Vũ Kỳ được coi là tay hòm chìa khóa của Bác mà, đi lĩnh lương cho Bác, giữ tiền cho Bác. Bác bảo chú giữ tiền thừa của Bác, chú đem ra đây, đi mua về cho Bác thật nhiều bút máy. Bút máy các đồng chí. Thế ông Vũ Kỳ cũng chưa hiểu ý Bác, bảo thưa Bác để làm gì. Bác bảo cứ đi mua cho Bác, hỏi văn phòng triệu tập bao nhiêu người mua đủ bấy nhiêu bút cho Bác, đừng thừa đừng thiếu. Bác rất thực tế, đừng để lãng phí mà, mua đủ đủ thôi.
Bác dặn là để trong một cái hộp cắt tông đầy ắp bút máy, mở nắp ra để trên bàn hội nghị cho bác. Bác bảo kê cái bàn chủ trì cho bác ra ngoài một chút, bác đến sớm bác đợi. Khách đến, bác được coi là người bố trí kịch bản rất giỏi, bố trí thế nào nó xảy ra đúng như thế. Vì bác thì hiểu thấu cuộc đời và con người lắm. Thế là các vị nhà mình vào họp toàn cán bộ cao cấp cả. Ai thấy bác cũng chào, ai nhìn thấy bút trên bàn cũng hỏi, mà trăm người hỏi giống nhau như một: thưa bác, ai biếu bác mà bác lắm bút thế? Thế là vào đúng kịch bản của cụ rồi, đúng không? Bác cười, bác bảo làm gì có ai biếu bác. Bác phải mua đấy chú ạ. Mua bằng tiền lương của bác đấy. Chú Vũ Kỳ đi mua cho bác đấy. Tí nữa đông đủ bác tặng mỗi cô, mỗi chú một cái bút mà làm việc. Thế là mừng lắm để nhận quà của bác. Ai cũng nâng niu cái bút bác cho như kỷ vật. Các vị ngắm nghía một hồi xong, theo một thói quen bình thường, mới lật thân bút ra xem. Ai ngờ nó đập ngay vào mắt một dòng chữ bác đã bí mật cho khắc trước: bút chống quan liêu tham nhũng. Bác không nói một câu nào, vẫn vui vẻ như không vậy. Đấy, ta gọi là triết học vô ngôn là thế đấy. Thế chúng ta ngồi cạnh nhau, ai cũng đọc câu đó, ai cũng được bác cho quà mà cũng chẳng ai nói với nhau câu nào. Còn phải suy nghĩ chứ các đồng chí. Đấy, câu chuyện này bây giờ kể lại với nhau, ta mới thấy thấm thía này. Cách đây hàng hơn nửa thế kỷ rồi nhé. Ý bác là thế này này. Ý bác là bác muốn phát đi một lời khuyên, một lời cảnh cáo, hay là một sự thức tỉnh rằng hãy cẩn thận. Tức là những thói hư thật xấu bác biết hết mà. Hãy cẩn thận. Quyền lực dễ làm hư hỏng con người lắm, nếu không vượt qua được danh và lợi. Hãy biết dừng lại trước khi quá muộn. Chứ đều để nó vỡ lở ra muộn màng quá không chữa được. Mà dù có chạy trốn ra nước ngoài cũng chẳng thoát đâu các đồng chí. Đấy. Như tình hình hiện nay đang xảy ra này. Đấy. Thế còn chúng ta cũng im lặng không nói, thì cũng là một im lặng của sự dằn vặt đấy. Có không? Nếu có phải sửa ngay như thế nào? Mà chưa có phải phòng xa như thế nào? Đấy. Cách dạy của bác như thế. Bác giáo dục cán bộ như vậy mà bác nêu gương. Cái tổng kết của bác là một tấm gương sống còn quý hơn hàng trăm bài diễn văn. Cho nên thời của bác đấy, tuy cũng có khuyết điểm việc này việc kia, vì đã là nhà nước thì nó có những cái chứng bệnh của nó, tất yếu thôi, cả thế giới như vậy. Nhưng ít ra cũng ngăn chặn được và cũng hạn chế cái mức tổn hại đến mức thấp nhất do tấm gương của bác. Thì bây giờ những chuyện này trở nên rất thời sự. Nhất là khi chúng ta đang quyết tâm xây dựng một cái chính phủ liêm chính trong sạch để toàn dân khởi nghiệp, quốc gia khởi nghiệp là vì vậy. Mấu chốt là vấn đề bộ máy và con người thôi. Đấy. Chứ ngay cả Trung ương cũng ghi rõ là nguyên nhân sâu xa là vì không tự rèn luyện từng người một, chứ nó mới hư hỏng suy thoái như vậy. Và bây giờ chữa phải bắt đầu từ từng người, phải có lòng dũng cảm. Và ta nhớ một cái chuyện nữa cũng về vấn đề chống tham nhũng, chống quan liêu. Ai lại bác chủ trì một hội nghị chỉnh huấn toàn quân ấy, từ hồi kháng chiến chống Pháp ấy, ở núi rừng Việt Bắc ấy. Bác muốn tạo thêm sức mạnh tư tưởng cho đại tướng Võ Nguyên Giáp ngoài mặt trận. Thì bác chủ trương là chỉnh huấn toàn đảng toàn quân mà bác chủ trì. Bác dặn là mỗi cô chú viết cho bác một bản kiểm thảo. Kiểm thảo tức là kiểm điểm. Giống như vừa rồi chúng ta làm cái nghị quyết 4 Trung ương đấy, khóa 11, đấy, toàn đảng kiểm điểm. Bác nói là ai có khuyết điểm tội lỗi gì phải khai ra hết, không được giấu bác. Bác chờ xem các chú các cô dũng cảm trung thực đến mức nào. Nói rõ nguyên nhân vì sao mà mắc, cách sửa như thế nào, bao giờ sửa được. Đấy, bác chỉ đạo thiết thực như vậy. Mà bác đọc không sót một bản kiểm điểm nào, toàn cán bộ cao cấp cả, nhất là quân đội. Thế là bác lên hội trường tổng kết, bác nói rất nghiêm. Bác nói là bác khen các chú đã dũng cảm và trung thực biết nhận lỗi, thế là tốt. Nhưng bây giờ quan trọng hơn phải sửa ngay, cả quyết sửa lỗi lầm, không thì nguy mất. Đấy. Bác nói như vậy mà bác nghiêm, cho nên ai cũng lắng xuống sâu sắc, suy nghĩ. Vừa ân hận, vừa thương bác, mà vừa cũng xót xa nữa.
Mà hôm ấy lại là hôm bế mạc hội nghị, mà trong chiến tranh thì mỗi người về một nơi, có khi là hôm nay còn gặp nhau, ngày mai đã chết rồi. Mũi tên hòn đạn nó chẳng chờ ai đâu. Chúng ta đều trong cuộc, chúng ta đều biết điều đó cả. Ai cũng thấm thía chứ. Mà lúc chia tay chân cũng căng thẳng. Thế mà các vị nhà mình mới rủ nhau xuống suối tắm, kiểu như cho nó hạ hỏa đấy mà, rồi chia tay nhau. Ai ngờ chưa kịp tắm bác đã xuất hiện rồi. Bác đi từ một nẻo đường mòn xuống bên cái bờ suối đó. Thế là một vị tướng trẻ mới chạy lên để hướng dẫn bác đi đường khác. Chỗ này chúng cháu đang chuẩn bị tắm. Bác cười, bác bảo không, bác chủ ý như vậy, cho bác xuống tắm cùng các chú cho vui, rồi tiện thể bác tiễn các chú về luôn. Đấy. Lúc làm việc thì rất nghiêm, mà trong đời sống hàng ngày, thân tình như thế, ai cũng yêu quý và thương mến bác. Không có một khoảng cách nào. Chính cái vị tướng trẻ tuổi đó đấy, đến tận bên cạnh bác dưới dòng suối mà kỳ lưng cho bác. Bác cháu cùng tắm dưới suối cả, trong kháng chiến. Nói một câu rất là cảm động. Bác ơi, bác gầy quá. Bác gầy lắm các đồng chí. Những cái ngày cuối đời bác trên rừng bệnh hôn mê, bác có ăn gì đâu, càng gầy nữa. Mà trong kháng chiến, các đồng chí xem cái bộ phim Hồ Chí Minh Một Cuộc Đời đấy, bác cởi trần, bác đánh bóng rổ, bác tập thái thực quyền, bác gầy lắm chứ. Hỏi bác như vậy là rất là thương bác. Nói từ con tim nói ra đấy. Nhưng bác lại không trả lời là gầy hay béo. Bác hỏi thẳng thừng luôn này. Chú tham ô mấy vạn? Vừa mới kiểm điểm xong mà. Ngày xưa tiền tài chính nó to toàn tiền vạn cả. Rồi sau xuống tiền ngân hàng nó còn có mấy nghìn mấy đồng thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng là đạo đức. Thế vị tướng trẻ tuổi này cũng lại rất hồn nhiên, ghé tai vào bác nói nhỏ là: thưa bác, tất cả là 4 vạn. 4 vạn tức là 40.000. Nhưng mà cái đồng chí này bị oan thôi. Ông ấy tốt lắm. Đấy là do lỗi trách nhiệm thôi, chứ không lấy một xu nào cả. Chứ nói với mấy bác là: bác bảo khai thì cháu khai thôi. Tính ra tiền nó là như vậy, chứ cháu có lấy xu nào đâu. Cháu có thể thề với bác như vậy, nhưng mà lỗi thì cháu nhận. Bác nói một câu thế này nhé: nhìn vào mắt chú, bác biết chú là người ngay thẳng, bác tin. Câu này thấm thía lắm đấy. Bác rất tâm linh đấy các đồng chí nhé. Bác quan sát con người ta, bác nhìn rõ tính cách đấy. Và bác cũng là người người ta gọi là rất giỏi về nhân tướng học, tức là khoa học về diện mạo con người này, này. Tại sao bác chọn người không sai bao giờ cả là thế đấy. Đấy. Bác bảo nhìn vào chú, bác biết chú là người ngay thẳng, bác tin. Nhưng chú phải kể rõ cho bác nghe đầu đuôi vì sao mà đến nông nỗi này. Thế là mới kể cho bác nghe. Mà kể ra thì ta thấy nó đơn giản lắm, có cái gì đâu. Ông mới kể là: thưa bác, là quân nhu nó phát cho cháu rồi. Quân nhu tức là kiểu cán bộ hậu cần như các đồng chí. Tiêu chuẩn cấp tướng, cấp tá được cái gì thì phát. Toàn hiện vật cả đấy mà. Tính ra tiền nó là như vậy. Nhưng mà nó quên, nó không ghi sổ, nó tưởng nó chưa phát, nó lại phát nữa. Thì cháu cũng cầm. Lỗi có thế thôi đấy các đồng chí. Cháu cầm nhưng cháu không lấy. Cháu cho chiến sĩ vì nó khổ quá. Đấy. Thế là con người cũng rất có lòng chứ các đồng chí. Lỗi thì cháu nhận. Lỗi thứ nhất, làm lãnh đạo mà đã nhận rồi lại nhận nữa. Thứ hai là cán bộ cấp dưới luộm thuộm không có sổ sách mà cho qua không có phê bình. Thì thế này thì mất hết. Lỗi chỉ có thế thôi đấy. Ta gọi là minh bạch mà. Mà nó đơn giản có thế thôi. Chứ nó không có lắt léo gì cả. Bác nghe xong bác cười. Bác bảo bác hiểu rồi. Bây giờ bác mới dạy này. Chú cho chiến sĩ của chú mà lòng dạ chú ngay thẳng hồn nhiên, không nghĩ ngợi gì, thì bác tin là chú có lòng nhân ái, tức là thương người. Còn nếu chú nghĩ bụng, đã nghĩ bụng thì chỉ một mình chú biết thôi, bác cũng chịu. Chú nghĩ bụng là cho mày cái này, rồi sau này có điều kiện mày biếu tao cái khác to hơn, thì không tốt đâu. Những cán bộ cao cấp mà bác dạy đến như thế đấy, mới thành người. Tất cả mọi cán bộ đều dưới suối, cứ ngước mắt nhìn lên bác khi bác nói như vậy. Bây giờ bác để cho số đông nhìn vào bác rồi bác mới trả lời, gầy hay béo. Bác bảo chú này 4 vạn, chú kia 4 vạn, thì bác béo làm sao nổi. Ta xem. Đấy.
một câu chuyện của Bác thôi mà nó toát lên bao nhiêu ý nghĩa đạo lý như thế, mà nó có cả tư tưởng, có cả đạo đức và phong cách. Cho nên lần này tiếp thu chỉ thị của Bộ Chính trị, rất mong các đồng chí chú ý cho là tư tưởng, đạo đức, phong cách là một chỉnh thể, mà nó tập trung rõ nhất ở phong cách, nhất là phong cách ứng xử của Bác. Có lý, có tình, vẹn tròn tình nghĩa, mà suốt đời vì dân, thương dân. Các đồng chí đều biết một cái nhà thơ lớn của nước ta là đồng chí Tố Hữu gì nữa, đã về với Bác rồi đấy. Người để lại những tác phẩm rất là xuất sắc viết về Bác Hồ. Nhất là cái bài thơ Để tang Bác, Bác ơi đấy, rồi Trường ca theo chân Bác, Sau lễ tang Bác. Thế mà có lần Bác hỏi nhà thơ Tô Hữu một câu như thế này nhé: chú là người học nhiều, biết rộng, lại được đi đây đi đó, chú thử nói cho Bác xem chú hiểu dân chủ là thế nào. Thế nhà thơ lại tưởng Bác kiểm tra về mặt lý luận, hay là bao nhiêu chữ nghĩa thánh hiền là nói rất lưu loát với Bác. Bác nghe hết, nghe hết. Bác rất tôn trọng người đối thoại. Bác nghe xong Bác cứ tủm tỉm cười. Bác bảo Bác chỉ cần chú nói một câu thôi, mà sao chú nói nhiều thế? Nói một câu là khó lắm đấy các đồng chí nhé. Nó là kết tinh, kết tinh một câu thôi. Đấy. Thế là Bác mới nói thế này: dân chủ có gì đâu mà chú cứ làm cho nó mênh mông lên thế. Dân chủ theo Bác chỉ là thế này thôi này: làm sao để cho dân họ mở mồm ra, đấy, không sợ sệt, dân họ tự bảo vệ lấy họ. Dân là chủ và làm chủ cơ mà, đấy, chúng ta là đầy tớ của dân, bộ máy lập ra cũng vì dân thôi, phải làm cho dân làm chủ, dân mở miệng được ra, đấy là dân chủ đấy. Mà trước hết Đảng phải gương mẫu, Đảng phải có dân chủ trước thì trong dân mới có dân chủ được. Thực hành dân chủ trong Đảng Bác coi là điểm mấu chốt, điểm sung yếu lúc này. Đấy. Bác tổng kết là thực hành dân chủ rộng rãi là chiếc chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi khó khăn. Bác cũng rất lo khi trong Đảng mất đoàn kết, mà sâu xa ra là vì không có dân chủ. Không có dân chủ trên bằng mặt mà không bằng lòng, Bác lo lắm chứ. Bác có lần phê bình thế này này: Bác bảo trong Đảng ít nói, tức là trong nội bộ Đảng với nhau nhé, nể nhau mà, nể nang nhau không nói, trong Đảng thì ít nói, ngoài Đảng thì lắm mồm. Bác dùng những cái từ như thế nhé, để thấy rõ một cái hiện trạng là không có dân chủ thì cũng không có đoàn kết thực sự đâu. Mà các đồng chí nhớ là tập trung dân chủ nhé, mà lại đoàn kết để thống nhất nhé. Các đồng chí chọn được từ cân nhắc lắm đấy, là đúng như thế, đúng tinh chất của vấn đề đấy, thì càng phải học Bác. Lại một đồng chí nữa, cán bộ cao cấp của Đảng là đồng chí Hà Huy Giáp. Có lần Bác hỏi là: chú là người học nhiều biết rộng, bây giờ chú nói cho Bác nghe chú hiểu thế nào là chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Câu hỏi này lớn hơn đúng không ạ? Chủ nghĩa xã hội là vấn đề lớn bao trùm hết. Thế các đồng chí nhà mình lại tưởng Bác kiểm tra về lý luận, thế là cũng nói chuyện sách vở lý luận với Bác. Bác cũng nghe hết. Nghe xong Bác nói thế này này: Bác cũng chỉ cần chú nói một câu thôi, mà chú nói nhiều quá đấy. Thế là không nói được một câu. Bác bảo thế để Bác nói vậy. Bác nói ý của Bác thôi, Bác không áp đặt ai cả. Đấy. Trong dân chủ nó có điều là gợi mở, kích thích, tìm tòi sáng tạo, không được áp đặt chân lý cho ai cả, không lấy mình làm chuẩn. Chỗ này rất mong các đồng chí quan tâm đến Bác nhé, học Bác cái chỗ này, đặc biệt là với trí thức. Vì trí thức là người do nghề nghiệp của họ, họ có một cái nhu cầu rất cao về tự do sáng tạo, không được áp đặt, chỉ thuyết phục thôi. Cho nên Bác nói thế này nhé: chủ nghĩa xã hội Việt Nam chỉ cần 5 chữ thôi chú ạ. Chỉ cần 5 chữ thôi. Bác giải thích nhé: lý kết hợp với tình, đúng 5 chữ. Đấy là chủ nghĩa xã hội Việt Nam đấy. Lý tức là lý luận, chứ không phải cái lý thông thường đâu, lý luận khoa học. Tình đây cũng không phải là lọt sàng xuống nia đâu, tình đây tức là giá trị văn hóa, giá trị nhân văn, chủ nghĩa nhân đạo. Lý kết hợp với tình tức là khoa học gắn liền với đạo đức sẽ trở thành chủ nghĩa xã hội. Thế cho nên Bác mới định nghĩa Đảng là đạo đức, là văn minh, là thế. Sâu sắc lắm đấy các ông chị. Muốn hiểu Bác phải hiểu những điều sâu xa ở bên trong và bên ngoài câu chữ,
chứ không chỉ trên bề mặt câu chữ đâu. Đấy, một câu như thế thôi để thấy sâu sắc như thế nào. Hay là cái chuyện này nữa các ông chí này, nói phong cách Hồ Chí Minh mà ta nói là thiết thực, kiểm tra, thế rồi là lý tình trọn vẹn với nhau. Có một cái chuyện rất đáng kể, mà cái chuyện này là xảy ra từ trong thời kháng chiến chống Pháp nhé, ở Việt Bắc ấy. Giờ giải lao một hội nghị quan trọng kiểu như đại hội đảng của chúng ta đấy, bác đi thăm các đơn vị, mà mỗi đơn vị lúc bây giờ là một cái túp lều đấy, có cái gì đâu, trong kháng chiến mà. Bác chọn hai đơn vị để thăm, một là đơn vị an ninh để bảo vệ đại hội, hai là cái đơn vị hậu cần, tức là phục vụ đại hội. Mà đại hội lúc bây giờ là ba đảng, Việt Nam, Lào, Campuchia. Rồi sau đó bác mới đề nghị tách ra mỗi nước là một đảng riêng là thế đấy. Năm 51 đảng ta mới ra công khai là thế đấy. Bác vào cái túp lều đơn vị an ninh mà chiến sĩ nhất định không cho bác vào các đồng chí. Cứ hỏi giấy bác chứ này. Bác bảo bác đây mà. Bảo bác cũng phải có giấy. Không cho bác vào các đồng chí. Thì không biết mà. Thế là chỉ huy ra sợ quá mới mắng át đi, bảo tại sao còn hỏi giấy bác để bác vào thăm. Bác cười ngay, bác bảo không, chiến sĩ của chú như vậy là tốt lắm, phải như thế mới giữ được an toàn tuyệt đối cho đại hội. Lỗi không phải của chú chiến sĩ này, lỗi là lỗi của chú. Chú là chỉ huy, là lãnh đạo mà không báo cho chiến sĩ cấp dưới biết là bác đến thăm, làm sao họ biết được. Cho nên bác sẽ thưởng cho chú chiến sĩ này một điếu thuốc lá, còn chú để đấy bác sẽ phạt sau. Đấy, bác của chúng ta như thế đấy các đồng chí nhé. Thấu đáo mà chi tiết cụ thể tỉ mỉ, không bỏ qua một việc nhỏ. Thế là bác đến thăm đơn vị hậu cần, kiểu như các đồng chí văn phòng ấy các đồng chí. Văn phòng vất vả lắm, nhất là những ngày có việc. Vất vả lắm, hậu cần mà. Đấy, phục vụ trực tiếp cho cấp ủy, cho lãnh đạo. Cho nên phải người tận tâm, tâm huyết lắm mới làm được, trách nhiệm cao mới làm được. Nhưng mà nhiều đồng chí là chưa lần nào được gặp bác cả, nghe bác thì lâu rồi. Bây giờ được thấy bác trực tiếp xúc động lắm, cứ đứng ngây ra ngắm bác. Không chào hỏi, còn đang miên man xúc động. Bác muốn cho nó tự nhiên, bác bảo chú nào đi lấy cho bác cốc nước, bác đang khát nước mà. Bác nói như vậy cũng là tinh tế thôi, chứ bác có uống đâu. Mà có đi lấy nước cho bác đâu mà bác uống được. Bác nói thế cho nó tự nhiên thôi. Bác bảo đi lấy cho bác cốc nước. Thế mà nghe không rõ, hay là còn đang mải nghĩ về bác. Bác bảo đi lấy nước thì lại không lấy. Ông ấy cho tay vào túi quần lấy cái bật lửa các ông chị. Bật lửa thế này cho bác này. Bác lại tủm tỉm cười lấy một điếu thuốc lá châm hút, châm lửa hút. Xong rồi bác mới nói. Lúc bấy giờ là bác nói đùa thôi. Còn bây giờ nó xảy ra đúng như thế thì không còn là chuyện đùa nữa đâu các đồng chí nhé. Là điều rất là nguy lo, đáng lo đấy. Bác coi bác là dân thôi. Đồng chí nhân viên kia bác cũng coi là cán bộ. Bác lấy cái sự kiện là bác xin nước mà lại cho lửa. Bác bảo thế này này, dân xin nước mà cán bộ lại cho lửa mới vui chứ. Nước lửa nó đối nhau thế này. Trong hoàn cảnh bấy giờ là bác nói đùa thôi. Chứ bây giờ trong tình hình chúng ta đang khó khăn, suy thoái thế này, nếu nó xảy ra đúng như thế thì coi như mất hết. Đấy, câu của bác có tính thời sự là thế đấy các đồng chí. Các đồng chí có nhớ trong đảng ta có cái sự kiện năm 1949-50 không? Tức là một năm sau khi bác phong đại tướng cho ông Giáp. Đấy. Thời kỳ bây giờ nó có một cái sự kiện này trong đảng các đồng chí này. Ta đang dồn hết sức để tạo bước ngoặt, để có thể khai thông Việt Nam với thế giới. Trước hết là Liên Xô, Trung Quốc phải công nhận ta. Thì mới mở đường Việt Nam ra thế giới, mới xin được viện trợ, mới có tổng tấn công ở Điện Biên Phủ. Bác làm hết sức mình đấy. Cái năm 49-50 đấy, bác có một chỉ thị quan trọng, đóng cửa đảng. Đóng cửa đảng không kết nạp. Tại sao có sự kiện này? Ta nhắc lại chuyện này bởi vì đảng ta đang làm chỉnh đốn đảng đấy các đồng chí. Bởi vì lúc bây giờ không hiểu vì một lý do gì mà số lượng đảng viên nó vọt lên khổng lồ các đồng chí. Hồi cách mạng tháng 8 chưa đầy 5.000 đảng viên, mà chỉ sau có vài năm thôi, không hiểu kết nạp kiểu gì nó vọt lên 700.000 đảng viên, tức là 70 vạn. Trình độ thấp quá, tiêu chuẩn không đảm bảo. Bác đề nghị đóng cửa đảng để chỉnh đốn đảng, chấn chỉnh lại, nâng cao chất lượng rồi mới kết nạp tiếp, thì mới đảng mới có sức mạnh được. Cần đông, không cần đông mà cần chất lượng, thà ít mà tốt. Cho nên bác có chỉ thị với Trung ương là đóng cửa đảng.
thời kỳ 49-50 đấy, trước khi làm chiến dịch biên giới. Thế thì bác còn đích thân soạn thảo chương trình giáo dục lý luận cho từng loại cán bộ, nhất là cán bộ cao cấp. Có đủ hiểu biết thì mới hiểu đường lối chính sách, chứ không có làm sai. Làm sai thì vô hình chung là xuyên tạc đường lối chính sách, thì ảnh hưởng đến đảng và mất lòng dân, mất lòng tin của dân. Nên bác ấy nghĩ chỉnh đốn là thế. Sở dĩ như vậy vì bác chứng kiến hai cái sự kiện như thế này. Một là cái thói hình thức phô trương, bệnh phù phiếm khoa trương. Hai là trình độ thấp quá. Có một lần bác đi chiến dịch về, thế là bác thấy một đoàn nam nữ thanh niên ngồi nghỉ ở bờ suối, nói cười rất là vui vẻ trong kháng chiến mà. Thế đứng dậy chào bác. Bác bảo các cháu đi đâu vậy? Bảo thưa bác, chúng cháu đi học lý luận này. Lại nói chữ nghĩa với bác gì? Học lý luận trường đảng mà. Bác bảo học gì vậy? Bảo thưa bác học Marx Lenin này. Ta kiên định Marx Lenin không? Học Marx Lenin này. Bác bảo có hay không? Thưa bác rất hay à. Nhưng có hiểu không? Thưa bác lại chả hiểu cái gì. Bác buồn lắm đấy các đồng chí. Bác về cơ quan bác viết ngay một bài báo. Bác đề nghị đăng ngay trên báo đảng và số hôm sau phải đề phòng căn bệnh hình thức khoa trương đua nhau mở trường mở lớp mà không có kết quả, lãng phí tiền của sức lực và thời gian. Đấy, đấy là một nhé. Điểm thứ hai, một lần bác đi chiến dịch về, thế là bác đến thăm một đơn vị bộ đội. Bác có thói quen hay toàn vào thăm các chiến sĩ, thăm hỏi. Thế là bác bảo các chú có thắc mắc gì cứ hỏi bác sẽ trả lời. Mỗi chú hỏi một câu thôi, đừng hỏi nhiều, bác không có nhiều thời gian. Thế mà trình độ lúc bây giờ thấp quá. Có khi đi bộ đội chỉ vì yêu nước, căm thù giặc mà đi thôi, chứ có biết chữ đâu. Ai lại một chiến sĩ nhanh nhẩu hỏi bác thế này nhé. Thưa bác, cháu chẳng biết cái nước Sài Gòn nó ở chỗ nào. Bác cũng ngạc nhiên, không ngờ trình độ thấp đến thế. Nhưng bác rất là trấn tĩnh. Còn thủ trưởng trung đoàn trưởng thì tái cả mặt vì chiến sĩ hỏi mất rồi, không biết làm thế nào cả. Đó. Bác bảo các cháu ngồi cả lại đây với bác. Bác chỉ đúng cái đồng chí chiến sĩ hỏi cái câu đó. Bác bảo chú đi lấy cho bác cái que tre các đồng chí. Bác vẽ bản đồ Việt Nam trên mặt đất. Bác giảng đây là miền Bắc có Hà Nội này. Đây là miền Trung có Huế này. Huế là nơi mẹ bác mất lúc bác có 10 tuổi đầu thôi chú ạ. À. Bác nhớ đến thế. Còn đây là miền Nam có Sài Gòn này, là một thành phố lớn của nước ta, chứ có phải nước Sài Gòn đâu chú. Chú đã hiểu chưa? Bảo thưa bác bây giờ cháu mới biết. Đấy, khổ thế đấy. Thế là trung đoàn trưởng dắt ngựa đằng sau để tiễn bác về. Bác hỏi thế này nhé, tên chú là gì? Hỏi ông chỉ huy đấy, tên chú là gì? Bảo thưa bác cháu tên là Hiểu. Bác nói ngay nhé, bác là người xứ Nghệ mà. Bác rất thâm thúy về cái chất chữ nghĩa, chơi chữ. Bác bảo chú là Hiểu, mà lính của chú ít hiểu quá, cho nên phải mở lớp bồi dưỡng anh em, chứ trình độ thấp thế này thì làm sao làm cách mạng được, sẽ làm sai hết cả đường lối chính sách, thì dân oán dân ghét đấy. Ta xem những điều này bây giờ ta mới càng thấm thía. Cho nên bây giờ phải mở lớp lý luận cho tất cả các loại cán bộ, nhất là cấp chiến lược. Mà tỉnh cũng là chiến lược đấy các đồng chí nhé. Cấp tỉnh tức là một quốc gia thu nhỏ. Mà Đắk Lắk của chúng ta có nhỏ đâu. Các đồng chí có gần 2 triệu dân cơ mà. 47 dân tộc anh em cơ mà. Riêng đội ngũ đảng viên 65.000 đảng viên cơ mà. Đông gấp bao nhiêu lần so với toàn đảng hồi cách mạng tháng 8 chứ. Là một cấp chiến lược đấy. Cấp chiến lược cho nên phải có tầm nhìn chiến lược, suy nghĩ chiến lược, hành động chiến lược. Mà trước hết cần có một bộ máy mạnh và cán bộ giỏi, cán bộ tốt, đúng như bác mong muốn. Đấy, thì lần này đảng ta nói rõ trong chỉ thị đấy, toàn bộ việc đẩy mạnh học tập làm theo bác về tư tưởng, đạo đức, phong cách chính là để quyết tâm xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Đấy là cái đích quan trọng nhất. Mà có điều đó thì sẽ có tất cả. Vì quy luật của muôn đời là có dân thì có tất, mà mất dân thì mất hết. Lúc này là lúc phải lấy lại niềm tin của dân, gắn bó máu thịt giữa đảng với dân. Thế cho nên mới có một cái câu chuyện cảm động cần nói với nhau. Bác Hồ có lần trả lời chúng ta, vì chúng ta lại hỏi bác một câu rất là lý luận nhé, rất là nghiêm chỉnh. Hỏi bác là thưa bác, bây giờ đảng mình cầm quyền rồi,
cầm quyền, tức là có chính quyền rồi đấy, thì theo bác có điều gì đáng sợ không? Bác cười, bác bảo đảng vì dân, đảng chỉ lo cho dân thôi, được dân tin, dân yêu, dân ủng hộ, dân giúp đỡ thì dân sẽ bảo vệ, có gì mà sợ. Đảng cách mạng không sợ một cái gì cả, quang minh chính đại thì không sợ một cái gì hết. Đấy, bác khẳng định như vậy đã nhé. Xong đó đôi mắt bác đượm buồn, bác im lặng một lúc rồi bác nói tiếp. Bác bảo nhưng có một điều làm bác rất sợ, nhưng bác không nói là điều gì. Thế ta chờ mãi không thấy bác nói, ta mới hỏi bác là thưa bác, điều gì mà làm bác sợ vậy? Bác nhìn thẳng vào chúng ta, bác nói là bác sợ nhất các chú. Bác chỉ sợ các chú thôi, không phải sợ con người các chú đâu, mà sợ chúng ta là hư hỏng thì sẽ mất hết. Đấy. Thì những câu ấy của bác bây giờ để giúp chúng ta tự thức tỉnh, nhìn vào đội ngũ của mình, để rồi xây dựng gắn với chỉnh đốn mà Đại hội 12 coi là nhiệm vụ hàng đầu của cái nhiệm kỳ này. Phải quyết tâm xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, là một đảng chân chính cách mạng, là một đảng tiêu biểu cho đạo đức và văn minh, đảng của dân tộc, của giai cấp và của chính nhân dân. Nhân dân yêu quý đảng đến mức tự hào gọi đảng là đảng của mình cơ mà. Thì không phải mấy đảng trên thế giới được như vậy đâu. Mà càng không có mấy đảng như đảng ta là cầm quyền liên tục 71 năm nay. Trong đó có 30 năm lãnh đạo đổi mới, được như thế này là một kỳ tích. Còn tất nhiên bao nhiêu chuyện còn chưa làm xong, còn đang dang dở thì phải tiếp tục làm nhất. Nhất là trở lại năm lời thề vĩnh biệt bác. Trong di chúc bác nói như thế, đảng ta đọc lời điếu truy điệu bác có năm lời thề vĩnh biệt. Các đồng chí đều thuộc lòng năm lời thề đó cả. Dương cao mãi mãi ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đưa lá cờ bách chiến bách thắng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới đích cuối cùng cơ mà. Nén đau thương biến thành hành động, xốc tới chiến trường miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thỏa lòng mong ước của người. Vĩnh biệt người chúng ta thề cơ mà, hồi đó. Rồi thiêng liêng nhất là cái lời thề này này: giữ gìn đoàn kết thống nhất trong đảng, như giữ gìn con ngươi của mắt mình, từ trung ương tới chi bộ, từ chi bộ tới trung ương. Vĩnh biệt người chúng ta thề. Lúc này